Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người có tâm lý e rè, lo sợ bị lây nhiễm bệnh nên không dám tới phòng tập gym hay chơi các môn thể thao trong thời điểm có dịch Covid-19. Thay vì e ngại, bạn có thể lựa chọn những môn thể thao phù hợp hơn trong mùa dịch. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Thể thao góp phần đánh bại virus corona chủng mới. Các hoạt động tập luyện thể thao giúp rèn luyện sức khỏe, sức chịu đựng của cơ thể, từ đó tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật. Đó chính là lý do cần phải duy trì việc tập luyện thể thao trong thời điểm dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Nên tập môn thể thao gì? Khi dịch bệnh bùng phát, nhiều mặt của đời sống xã hội và dĩ nhiên trong đó các hoạt động thể thao cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, người tập cũng không cần quá hoang mang, chỉ cần không tập trung chỗ quá đông người, tiếp xúc quá gần nhau, áp dụng các biện pháp phòng ngừa đúng theo chỉ dẫn y tế và có sức khỏe tốt thì hoàn toàn có thể miễn nhiễm với virus này. Các nghiên cứu khoa học cũng chứng minh những người tập luyện thể chất từ 5 đến 6 ngày mỗi tuần sẽ ít bị cảm lạnh và đau họng hơn so với những người không tập thể dục. Theo các chuyên gia y tế và thể thao, để duy trì và rèn luyện ở thời điểm dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp thì chạy bộ, đi bộ một mình, yoga hoặc tập các bài tập thể thao cá nhân với máy tại gia đình hoặc công sở vừa đảm bảo sức khỏe vừa hạn chế khả năng lây nhiễm. Những môn thể thao nên tạm hạn chế từ những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, có thể thấy các môn thể thao đồng đội như bóng đá, cầu lông, bóng truyền, kể cả những môn có nhiều người tham dự ở cùng một địa điểm như bơi, thể dục nhịp điệu, dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao, gym, thể hình, chưa hẳn đã là sự lựa chọn hợp lý. Ngoài ra, các môn thể thao tiêu hao nhiều năng lượng, đòi hỏi các cơ quan trong cơ thể, bao gồm hệ hô hấp phải làm việc nhiều, thì rõ ràng việc đeo khẩu trang khi tập luyện, thi đấu không chỉ là trở ngại mà còn là phản khoa học. ưu tiên những môn thể thao ngoài nắng. Trong mùa dịch COVID-19, theo bác sĩ Hồ Thanh Phong, Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh, việc tập luyện thể thao các môn ngoài trời nắng như quần vợt sẽ tốt hơn cho sức khỏe, bởi virus corona thường phát triển ở môi trường dưới 25 độ C. Bạn trẻ nên hạn chế các môn thể thao trong phòng máy lạnh hay tập trung thể thao mà có đông người. Tập luyện trong hồ bơi thời điểm này không được khuyến khích bởi dịch từ người nhiễm bệnh dễ lây nhiễm hơn trong môi trường nước. cần tập đúng cách. Để có hiệu quả thực sự thì người tập vẫn phải có sự chuẩn bị kỹ càng đúng cách. Đơn cử như việc đi bộ hay chạy bộ ngoài trời, cần chọn những nơi thoáng đãng, ít người, hạn chế sử dụng khẩu trang bởi nếu vừa tập vừa đeo khẩu trang sẽ ảnh hưởng tới việc thở. Đồng thời khi vận động mồ hôi trên phần mặt, thấm ướt khẩu trang, điều này có khi làm khẩu trang mất vệ sinh hơn, nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn cao hơn thông thường. Khi tập luyện cũng cần phải có sức khỏe tốt, tránh tập luyện quá sức khiến sức đề kháng của cơ thể giảm sút. Cập nhật tin tức thường xuyên, cần cập nhật tin tức thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về bệnh viêm phổi gây ra do Covid-19 cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc với gần hoặc với bất cứ ai bị sốt hoặc ho khu vực đã được chẩn đoán có dịch bệnh rửa tay thường xuyên bằng chất khử trùng xà phòng và nước khi hát hơi và ho nên dùng khăn giấy che miệng và bỏ đúng nơi quy định bên cạnh đó không chỉ có tập luyện thể thao cũng cần phải chú ý về mặt dinh dưỡng ăn uống lành mạnh để khỏe từ bên trong tăng cường miễn dịch hãy cân bằng các chỉ số thành phần cần thiết để tăng sức đề kháng như chất đạm các khoáng chất nguyên tố vi lượng đa lượng. Bạn nên bổ sung đều đặn các loại thức ăn từ thịt bò, trứng, cá, tôm, cua, các loại hạt, sữa tươi và chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai với lượng vừa đủ. Các thực phẩm này chứa nhiều dưỡng chất và các lợi khuẩn giúp tăng cường sức khỏe. Cuối cùng, không thể thiếu đó là giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ và mỗi cá nhân phải luôn tự mình cập nhật thông tin và những hiểu biết về dịch COVID-19 để có kiến thức tự bảo vệ bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai sẽ là chủ đề phòng covid 19 ở nhóm người cao tuổi. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, phim thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.